Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cây ná bằng sừng trâu nha các bạn. Sừng trâu già đặc á, mình cắt khúc đặc mình làm nha các bạn. Thì đầu tiên mình vẽ, mình lựa phôi cho phôi nào ok vừa đủ để mình làm á các bạn. Rồi mình lấy mực xong mình lên máy mình lộng nha các bạn. Mình lộng chiều ngang xong rồi mình dựng cây ná lên, mình lộng cái chiều đứng nữa nha các bạn. Tại vì cái ná này nó phải lượng hay vậy, nó lượng đặt ôm tay nha các bạn. Đây là mình đang lộng cái chiều ngang. Làm sừng trâu nó cực hơn gỗ rất là nhiều luôn các bạn. Tại vì nó không có được bằng phẳng đó các bạn. Rất là khó lấy hình ban đầu của nó. Đây là lúc mình lộng đứng nè các bạn. Rồi lộng xong rồi thì mình đem qua mình bắt đầu mình mài lại cho nó đều, mình mới gạch mực được nha các bạn. Cái này sừng trâu nó không có giống như gỗ được các bạn. Gỗ thì mình có thể mình bào dọn cho nó vuông rồi mình lộng cho nó đều, nó chuẩn mực. Còn cái sừng thì nó lồi lõm, nó không có bằng phẳng như gỗ các bạn. Lộng ra hình, mình lộng dư mực xong rồi mình sửa từ từ lại. Rồi xong rồi mình mới gạch mực được nha các bạn. Làm cái sừng trâu là cái tiền công nó cao hơn cây gỗ nha các bạn. Đây là khúc mình đã mài sơ rồi, để mình lấy mực mình gạch đó các bạn. Rồi xong rồi mình mài theo mực nó nha các bạn. Đây, mài. Các bạn hỏi cái ngón tay của mình sao thì ngón tay đó mình bị đứt gân nha các bạn, cái ngón trỏ nha các bạn. Bây giờ mình không co lại được, nó cứ thẳng vậy các bạn. Các bạn yêu quý mình thì cho mình xin một follow nha các bạn, để mình có động lực để ra thêm nhiều cây ná gỗ mẫu mới và chất liệu mới hơn nha các bạn. Sắp tới mình chuẩn bị ra một số ná gỗ VIP các bạn, gỗ nu hương và gỗ cẩm chuột. Các bạn follow để hóng những cây ná mới của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Rồi xin chào các bạn đến với phần 2 cách làm ná sừng trâu của mình nha các bạn. Sau khi mình mài cái ná xong thì mình đưa lên mình dũa cho tròn lại nha các bạn, tròn đều lại nha các bạn. Sau khi dũa xong thì mình bắt đầu mình lấy cưa sắt, mình khứa mấy cái đường trên thân như vậy nha các bạn. Rồi bắt đầu mình đưa máy vô mình quýnh thôi. Mình vuốt lại cho nó ra hình cái tre cái chút có mấy cái mắt nha các bạn. Trung bình mình làm một cái ná là hoàn thiện tầm 4 đến 5 tiếng nha các bạn. Rất là lâu luôn. Mong các bạn ủng hộ mình, follow và team cho mình nha các bạn. Mỗi clip mình sẽ ghim thông tin liên hệ của mình trên comment nha các bạn. Nếu các bạn nào cần thì liên hệ mình nha. Tại vì quá nhiều người bình luận hỏi mình nên mình trả lời không hết được nha các bạn. Đây là lúc mình tạo hình cho cái ná này. Xong rồi thì mình đổi lưỡi nha các bạn. Đổi lưỡi mịn hơn. Mình đi nét lại nha các bạn. Đi nét lại khắp thân cây ná nha các bạn. Đi nét này giúp các bạn lúc mà chà nhám đỡ tốn công của mình nha các bạn. Rồi xong rồi mình bắt đầu mình chà nhám. Các bạn chà từ nhám to tới nhám mịn nha các bạn. Đầu tiên là mình chà 120, xong rồi 240, xong rồi 320, xong rồi 400. Lúc này là mình đang chà 600 nè các bạn. Chà 600 là bắt đầu mình qua chà nước nha các bạn. 600 xong lên 1000, 1500, 2000. Rất là kỳ công luôn nha các bạn. Phải chà hết cái vết xước luôn, lúc mình lên bóng cái ná nó mới bóng đẹp luôn nha các bạn. Sừng trâu làm rất là khó luôn. Gỗ thì mình có thể sơn được nha các bạn. Còn sừng trâu sơn thì mình nghĩ sẽ không đẹp bằng quýnh bóng tự nhiên của sừng đâu nha các bạn. Đây, sau khi mình quýnh tới giấy nhám 2000 thì mình đưa lên mình quýnh bóng nha các bạn.
mình quấn bóng như vậy. Các bạn quấn càng lâu thì nó càng bóng nha các bạn. Mong các bạn ủng hộ mình để mình có động lực ra thêm những mẫu ná mới và chất liệu mới nha các bạn. Đây, lúc này mình hơi làm màu một xíu. Cái này là cái vòng đeo tay á các bạn, trang trí giúp cây ná đẹp hơn và giúp mình đeo vô tay tránh rơi gớt á các bạn. Đây là những bước cuối cùng của cây ná. Lúc này là có anh khách lại chốt cái này luôn đó các bạn, ngồi đợi mình thắt dây xong là trao tay anh luôn đó các bạn. Đây là bằng chất liệu sừng trâu nha các bạn, sừng trâu đặc. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.